cẩm diệu chạnh lòng. Suốt năm tháng qua Mạnh Quỳnh làm điều này cho Phi Nhung mà vợ không hề hay biết. Mạnh Quỳnh từng nói rằng, từ trước đến nay, nếu làm bất cứ điều gì quan trọng cũng sẽ bàn bạc với vợ. Thế nhưng, dù gì đi nữa, ai cũng phải có một khoảng trời riêng, một góc cho riêng mình. Mới đây, sau khi bay qua Cali vừa để làm việc cho trung tâm, vừa tới tỉnh xá Giác An thăm Phi Nhung, Mạnh Quỳnh không nán lại lâu, mà gấp gáp trở về, bởi anh đang sửa lại mái nhà. Và việc cẩm diệu chạnh lòng, cũng từ việc sửa nhà mà ra. Trong căn nhà giản dị nhưng rất đẹp của Mạnh Quỳnh, có một phòng riêng cho anh làm việc, sáng tác. Vợ và con rất ít khi bước vào, tuy nhiên, vì đang lợp lại mái nhà, nên cẩm diệu phải vào che chắn đồ đạc cho đỡ bụi bặm. Chính vì thế cẩm diệu mới phát hiện ra, suốt năm tháng nay, Mạnh Quỳnh âm thầm làm điều này trong chính căn nhà của mình, mà vợ không hề hay biết. Trong máy tính của Mạnh Quỳnh, có một trang văn bản đang viết dở, có tên chỉ mình em. Cẩm diệu chỉ nhìn thấy những dòng đầu tiên đã rưng rưng nước mắt. Mạnh Quỳnh viết, tự truyện chỉ mình em. Nhung ơi, Quỳnh đếm từng ngày, đã 5 tháng mình xa nhau, không điện thoại, cũng chẳng nhắn tin, mọi thứ còn đây mà người đâu mất. Cứ coi như Nhung chưa mất, mà chỉ đến một nơi xa, đêm nào Quỳnh nằm xuống, tiếng nói của Nhung cũng ở bên tai, dù có nhắm mắt lại thì dáng vẻ xinh xinh nụ cười buồn ấy vẫn hiện lên. Giờ này nơi đó Nhung sao nhỉ, ở trên cao, Nhung có thấu nỗi lòng của Quỳnh không? Nơi đây Quỳnh vẫn luôn khỏe, miệng cười trong dạ lại thấy đau. Ca hát vui đó trong lòng héo, nỗi nhớ về Nhung chẳng thể quên. Bạn bè ai nấy cũng hát cặp chỉ mình Quỳnh đơn lẻ một mình. Lên sân khấu giới thiệu miệng thì thầm cứ nhắc Phi Nhung. Nhưng thật ra Quỳnh tự nhắc trong lòng luôn đợi, sẽ đợi Nhung về cùng hát những khúc hát ngày xưa. Nhung ơi, chắc Quỳnh không hát bài cũ nữa, nếu hát lại lòng đau tê tái. Nhớ về kỷ niệm nước mắt dâng trào, giọng nghẹn ngào hát chẳng được hay. Thế nên Quỳnh đành chấp nhận, đợi Nhung hoài mà chẳng thấy đâu. Quỳnh sáng tác những ca khúc mới để hát một mình. Giá như được thời gian quay lại tình chúng mình sẽ mãi bên nhau, Quỳnh sẽ viết bài hát ấy có tên một chữ. Một chữ tình mãi mãi in sâu, tình yêu như loài hoa bất diệt. Tình thương đó vẫn mãi trong tim, tình bạn ấy muôn đời thấu hiểu. Tình chúng mình không nợ có duyên, cái duyên ấy làm Quỳnh hối tiếc. Để Nhung đi ra khỏi vòng tay, xin lỗi ngàn lời xin lỗi. Nhung ở xa thấu hiểu cho Quỳnh, mong kiếp sau hai đứa vẫn gặp. Quỳnh cúi đầu và ôm chặt lấy Nhung. Ngày cuối cùng Nhung lìa xa trần thế, Quỳnh khổ đau không nói thành lời, lệ tuôn rơi nước mắt hai hàng, cả nỗi khổ trời cao chẳng thấu. Ngày tiễn Nhung lưu luyến buồn thêm, khi quay về lòng quặn đau thắt, lời cuối cùng như ai cắt, lòng cồn cào như thắt ruột gan. Bởi cho nên phải chấp nhận phũ phàng, để người đi nhẹ nhàng không lưu luyến. Nhiều bình luận phê bình Quỳnh lắm, lòng Quỳnh đây mãi mãi chung tình, dù Quỳnh hát với ai chăng nữa. Hình ảnh Phi Nhung hiện hữu trong đầu, điều chắc chắn không ai thay thế được. Quỳnh với Nhung gắn kết đã lâu, nhiều kỷ niệm không thể nào quên được. Quỳnh và Nhung, một cuộc tình giống như cổ tích. Tuổi đôi mươi hai đứa gặp nhau, cùng tâm sự cuộc đời lúc trẻ, kể nhau nghe hoàn cảnh gia đình, đến khi sanh mẹ vẫn một mình, ôm con trẻ dâng trào nước mắt. Khi lớn lên hai đứa giống nhau, cùng một dòng máu con lai ngoại quốc. Chỉ có mẹ là người thân, mẹ cùng con sớm hôm đùm bọc. Tôi và em bất hạnh tuổi thơ, em lớn lên trong cuộc đời vất vả, mấy tuổi đầu cực khổ kiếm tiền, lại bế thêm những đứa em thơ. Chẳng qua mẹ đã lìa trần sớm, đến đôi mươi em đã có chồng, sanh cô gái mắt tròn bụ bẩm. Do kiếp em là kiếp cầm ca, người chồng ấy không cho theo đuổi, thế cho nên cuộc đời hắt hiu, em lại ở vậy nuôi con, tiền đi hát nghề may vá áo, lại nhận thêm những đứa trẻ mồ côi, xây chùa chiền cất nhà tình nghĩa, lo cho các em không thiếu thứ gì, nhà cửa có, gia đình hạnh phúc. Còn riêng Nhung lại lủi thủi cô đơn, khi hát xong về làm thiện nguyện cũng được nhiều phước đức trời mà lên, lại nổi tiếng với nghề ca hát. Còn đời Quỳnh chẳng khác gì xa quê đi ra hải ngoại, do số kiếp chúng ta lúc trước trời đã cho hai đứa gặp nhau cùng một dòng máu sống vì nghệ thuật. Nhung nổi tiếng nhiều nhiều người biết, còn Quỳnh thì chưa đã động gì, rồi bỗng nhiên có chuyện ly kỳ. Chúng ta diễn sâu hợp ý, gặp nhau là đùa giỡn hát ca, gặp khán giả thương, rồi tên Quỳnh mỗi nơi đều biết. Hai đứa rất tuyệt vời với nhau diễn ăn ý, bỗng nhiên có tiếng, tiếng sét tình xuất phát từ tim, rồi từ từ trái tim mách bảo, thương đậm đà không dám nói xa. Quỳnh và Nhung thấu hiểu với nhau, yêu hay thương cũng không hề biết, mà sao tim lại nhói từng ngày, đêm lại về lễ vẫn tuôn trào.
cuộc đời này nhớ Nhung mãi mãi, chữ thương kia khắc để trong tim, tình chôn sâu trong tận đáy lòng. Trọn đời không ai thay thế được tình thương đó, thiêng liêng vượt đỉnh, trên tuyệt vời tình bạn tình yêu. Lời cuối cùng Quỳnh xin cầu nguyện thế giới kia Nhung hạnh phúc tràn đầy, để lòng thanh thản tươi vui, quên đi hết những đau buồn dĩ vãng. Nếu kiếp sau hai đứa thành nhân, Quỳnh sẽ chọn và thương Nhung mãi, do kiếp này lỡ bước tình ngang trái đã vội lìa tan, nhưng giữ mãi tin yêu chấp nhận một chuyện tình tri kỷ không phai. Đó toàn bộ tự truyện Mạnh Quỳnh viết cho Phi Nhung, là khoảng trời riêng mà Mạnh Quỳnh viết suốt năm tháng qua, Cẩm Diệu không hề hay biết. Vợ Mạnh Quỳnh chạnh lòng tâm sự, em không hề trách, nhưng anh giấu em chuyện này, có nghĩa là anh nghĩ em là một người ích kỷ. Anh có nhớ rằng những khi tinh thần sa sút như vậy, chính em là người động viên, là người giúp anh vực dậy sau nỗi đau mất đi tri kỷ. Anh có nhớ những ngày anh nằm vùi trên giường, đau lòng đến không muốn ăn uống khi nghe tin Nhung mất. Em hiểu nên không làm phiền, để chồng yên tĩnh. Em phải đợi khi dần lấy lại tinh thần, em mới dám khuyên hãy xem như Nhung đã trả hết nợ trần gian và đang được an nghỉ. Khuyên anh mạnh mẽ, không được suy sụp tinh thần vì còn công việc, gia đình để lo lắng. Vậy mà chuyện này có gì đâu mà anh phải giấu em. Anh còn nhớ ngày này một năm trước, vợ chồng mình cãi nhau. Lúc đó dịch bệnh ở Việt Nam đang căng như dây đàn. Anh vẫn quyết tâm về Việt Nam chỉ vì lời hứa với Phi Nhung, tổ chức một show diễn nhỏ. Thậm chí ở thời điểm đó nhập cảnh từ Mỹ vào Việt Nam thì phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, dù em có khuyên thế nào, anh vẫn bất chấp trở về. Hôm đó em rất buồn và đã tỏ thái độ thẳng thắn, khá quyết liệt với chồng. Em nói rằng em không hề hài lòng vì rất lo lắng chuyến đi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc của anh. Lúc đó em nóng giận, có nặng lời với anh, nhưng anh nhường nhịn, không to tiếng với vợ lần nào. Thấy em có vẻ khá giận, anh đã ngồi xuống và chỉ nói đúng một câu: em mà không có Phi Nhung thì không có sự nghiệp của anh như ngày hôm nay, anh suốt đời mang ơn. Sau câu nói đó của anh, thật sự em đã hiểu ra và thay đổi thái độ hoàn toàn suy nghĩ. Câu nói hôm đó của anh, từ hôm đó luôn tồn tại trong tâm trí em. Khi Phi Nhung nổi tiếng, lúc đó anh Quỳnh mới đi những bước đầu của sự nghiệp. Nếu không có cặp đôi song ca Phi Nhung Mạnh Quỳnh, thì chưa chắc cái tên Mạnh Quỳnh đã được biết đến nhiều như bây giờ. Vì thế, lúc nào cũng vậy, em thầm cảm ơn Phi Nhung, một người tri kỷ, luôn ở bên chồng trong công việc. Nên chuyện anh viết tự truyện hay nhật ký cho Phi Nhung, thì anh cứ thoải mái để có cảm hứng. Không việc gì phải giấu em cả, em hiểu anh mà Mạnh Quỳnh. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất đến với quý vị trong thời gian tới.